Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh CDT News. Sau đây là phần tin: lười ăn sáng, chính tác hại kinh khủng không ngờ. Bữa sáng là bữa ăn chính quan trọng nhất trong ngày vì nhiều lý do. Đây là bữa ăn đầu tiên sau một khoảng thời gian dài ngưng ăn từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ từ bữa ăn tối hôm trước, nên cơ thể rất cần được nạp năng lượng. Thông thường chúng ta hoạt động nhiều vào buổi sáng, nên để bắt đầu vào một ngày mới đầy sức sống, cơ thể rất cần được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất. Dù là người đang trong chế độ ăn giảm cân hay không muốn tăng cân cũng cần phải có bữa ăn sáng, vì năng lượng từ những bữa ăn sáng thường được sử dụng hết chứ không tích lũy trong cơ thể như năng lượng từ những bữa ăn chiều tối. Một điều quan trọng nữa là thức ăn vào dạ dày buổi sáng có tác dụng kích thích sự tiết dịch vị cả ngày, làm cho cơ thể tiêu hóa tốt hơn, duy trì khả năng tiêu hóa và sự thèm ăn. Nên các ăn hợp lý nhất là ăn đầy đủ vào buổi sáng, buổi trưa ăn ít trong bữa tối. Nếu như bạn cố tình hoặc không có điều kiện để ăn sáng, về lâu dài bạn sẽ phải đối mặt như các vấn đề về sức khỏe sau: ảnh hưởng đến công việc. Không ăn sáng ảnh hưởng đến năng suất làm việc, do bụng đói cồn cào, dạ dày co bóp nhiều sẽ làm bạn không tập trung được vào công việc. Suy giảm khả năng miễn dịch, do nguồn năng lượng ở mức rất thấp nên cơ thể buộc phải lấy năng lượng dự trữ từ gan, khiến gan luôn ở trong tình trạng quá sức. Hơn nữa, nếu buổi sáng không ăn, đến khoảng 9 giờ hoặc 10 giờ trưa bạn sẽ bị đói cồn cào, người nôn nao, huyết áp hạ thấp, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, dần dần khả năng miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút. Viêm loét dạ dày luôn co bắp không dịch vị tiết ra nhưng không có gì để tiêu hóa, dần dần sẽ đến viêm loét dạ dày do ruột rỗng, nhu động giảm, các chất cặn bã trong ruột của ngày hôm trước không có cơ hội để đào thải ra ngoài, lâu dần nó sẽ kết lại thành sỏi. Nguy cơ béo phì. Buổi sáng không ăn nên buổi trưa và buổi tối bạn phải ăn nhiều hơn để có đủ năng lượng. Trong khi hoạt động vào buổi chiều và tối không nhiều, thức ăn sẽ không kịp tiêu hóa hết, khiến cho nhiệt lượng trong cơ thể của bạn ngày một tăng, lượng mỡ tích tụ lại ngày càng nhiều, kết cục bạn sẽ mắc bệnh béo phì. Tốc độ lão hóa nhanh. Do không ăn sáng nên cơ thể buộc phải huy động lượng đường và protein để dự trữ sẵn để hoạt động, làm cho bề mặt của lớp da bị khô, rám, mất chất dinh dưỡng. Do vậy, dễ xuất hiện nếp nhăn nhất ở vùng mắt và mặt. Dạ dày luôn co bóp không dịch vị tiết ra nhưng không có gì để tiêu hóa, dần dần sẽ dẫn đến viêm loét dạ dày. Do ruột rỗng, nhu động giảm, các chất cặn bã trong ruột của ngày hôm trước không có cơ hội để đào thải ra ngoài, lâu dần nó sẽ kết lại thành sỏi. Phản ứng chậm chạp. Bữa sáng là nguồn năng lượng cho hoạt động bộ não. Nếu không ăn sáng, cơ thể không nạp đủ nhiên liệu và năng lượng để thực hiện những hoạt động trong ngày. Khi đó, cơ thể của bạn mệt mỏi, não không thể tập trung, tinh thần không hưng phấn, phản ứng trì trệ. Mắc bệnh mãn tính. Bắt đầu công việc trong tình trạng đói mềm. Để có sức lực, cơ thể phải huy động các tuyến như tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến yên hoạt động để tạo ra năng lượng. Khi các tuyến này hoạt động thái quá, nó có thể tạo ra nhiều axit dẫn tới các bệnh mãn tính. Táo bón. Nếu ăn đầy đủ 3 bữa trong ngày, cơ thể sẽ tự nhiên xuất hiện tượng phản xạ dạ dày, đại tràng. Nếu việc ăn sáng không thành thói quen, lâu ngày có thể khiến phản xạ này mất kiểm soát, dẫn tới chứng táo bón. Kết sỏi ở mật. Nếu không ăn sáng, mật sẽ không có thức ăn để tiêu hóa, dịch mật sẽ có ở trong túi mật lâu hơn. Tình trạng này kéo dài, dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột, cholesterol từ trong mật tiết ra sẽ dễ hình thành nên sỏi mật. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.